Có tình trạng nhà dân sửa chữa trong ngõ nhưng thanh tra xây dựng vẫn nắm được, trong khi công trình cao ốc lớn ngoài mặt đường thì lại không phát hiện. Liệu có tham nhũng tiêu cực trong vấn đề này hay không? Thậm chí nhiều nơi còn để xảy ra tình trạng quy hoạch treo nhiều năm, treo bền vững, gây bức xúc cho người dân. Rất nhiều những câu hỏi thẳng thắn đề cập đến những vấn đề nóng đã được các đại biểu đặt ra cho Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị trong lần đầu tiên vị tư lệnh ngành này đăng đàn trả lời chất vấn trước nghị trường Quốc hội chiều nay. Hiện nay có tình trạng vi phạm như xây dựng không phép, sai phép, xây nhà vượt tầng, xây trên đất nông nghiệp, đất không được phép xây dựng, gây bức xúc. Bộ trưởng cho biết ý kiến của mình về vấn đề này. Đúng như đại biểu phản ánh là tình trạng vi phạm trật tự xây dựng rồi đã giảm nhưng vẫn còn phức tạp. Rồi là việc phát hiện vi phạm thì có thời điểm có trường hợp cũng không kịp thời. Và việc xử lý vi phạm cũng có trường hợp chưa nghiêm, còn chậm và chưa triệt để. Trong thời gian tới, Bộ Xây dựng sẽ tập trung hoàn thiện pháp luật về cái xử phạt vi phạm hành chính trong quy hoạch rồi trong hoạt động đầu tư xây dựng. Nhiều nơi chất lượng quy hoạch không đảm bảo, đặc biệt là tình trạng quy hoạch nhiều năm không thực hiện hay còn gọi là quy hoạch treo, và không ít nơi treo bền vững, gây bức xúc trong dư luận và người dân, nhất là những người dân nằm trong khu vực gọi là quy hoạch treo, sống trong chờ đợi mỏi mòn. Xin Bộ trưởng cho biết trách nhiệm, giải pháp của Bộ Xây dựng và cá nhân Bộ trưởng để giải quyết căn cơ vấn đề này. Phải nói là cái trách nhiệm của các cơ quan lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch và quản lý quy hoạch và thực hiện công tác rà soát đánh giá quy hoạch như tôi báo cáo lúc nãy. Trách nhiệm thứ hai là trách nhiệm Bộ Xây dựng là cũng là chưa cái kiểm tra đôn đốc thanh tra để xử lý kịp thời. Thời gian tới thì Bộ Xây dựng sẽ tập trung tăng cường hướng dẫn đôn đốc kiểm tra thanh tra các địa phương trong công tác quản lý thực hiện quy hoạch để kịp thời phát hiện xử lý nghiêm các vi phạm. Có tình trạng người dân sửa chữa nhà cửa tận trong ngõ sâu nhưng mà thanh tra xây dựng vẫn nắm được, trong khi thì nhiều công trình lớn, thậm chí là các cao ốc ngay mặt đường vi phạm trật tự xây dựng nhưng mà các cơ quan chức năng cũng không phát hiện ra. Cử tri băn khoăn là liệu có tình trạng tham nhũng tiêu cực trong vấn đề này hay không. Tiếp thu ý kiến của đại biểu thì Bộ Xây dựng sẽ tiếp tục nghiên cứu rà soát để có những sửa đổi bổ sung các quy định pháp luật làm sao đảm bảo chặt chẽ hơn, khả thi hơn và quản lý chặt chẽ tốt hơn đối với hoạt động đầu tư xây dựng để đảm bảo cái hạn chế giảm dần cái vi phạm trật tự xây dựng trong thời gian tới. Ở Hà Nội tôi thì có rất nhiều cái dự án nhà ở, dự án khu đô thị. Sau một thời gian sử dụng thì cái hạ tầng nó xuống cấp, ví dụ như đường xá, vỉa hè, nhưng mà lại không thể nâng cấp vì một lý do là chưa bàn giao cho chính quyền. Nên là chính quyền cũng không nâng cấp được, mà chủ đầu tư thì lại cũng không nâng cấp và ảnh hưởng đến đời sống người dân rồi cảnh quan đô thị. Thế thì vấn đề này không biết có thuộc phạm vi quản lý của bộ xây dựng không? Cái nguồn lực của các chính quyền đô thị cả về nhân lực và vật lực thì hạn chế, không đủ người để quản lý cũng như không đủ kinh phí để duy tu bảo dưỡng, dẫn đến là phải để các chủ đầu tư dự án quản lý và chịu trách nhiệm duy tu bảo dưỡng các công trình hạ tầng kỹ thuật. Bộ Xây dựng sẽ đề xuất sửa đổi bổ sung các quy định về xử phạt hành chính tương ứng trong cái trường hợp không tuân thủ về bàn giao quản lý hạ tầng khu đô thị trong cái thời gian tới. Gần đây ở một số dự án nhà ở, tình trạng cư dân căng băng rôn, thậm chí tập trung đông người, yêu cầu chủ đầu tư phải trả cho người mua nhà sổ hồng, sổ đỏ, giấy chứng nhận quyền sử dụng nhà ở, đất ở. Với trách nhiệm quản lý nhà nước của mình theo luật nhà ở, Bộ trưởng sẽ giải quyết vấn đề này như thế nào? Cũng là vẫn còn những cái hiện tượng như đại biểu phản ánh, do là cái các quy định pháp luật của chúng ta hiện nay cũng là chưa có đảm bảo. Trong thời gian tới thì bên cạnh là rà soát xây dựng pháp luật để mà hoàn thiện cái quy định về quản lý vận hành chung cư như là trong cái luật nhà ở mà Bộ Xây dựng đang dự thảo để mà trình Quốc hội thông qua trong cho ý kiến của kỳ họp tới, cũng là nêu rõ cái xác định rõ những cái quy định để mà công tác quản lý vận hành chung cư đảm bảo theo đúng pháp luật, đảm bảo quyền lợi của cư dân chung cư. Xin cảm ơn Bộ trưởng. Thưa quý vị, 1.570.000 tỷ đồng tổng doanh thu, gần 129.000 tỷ đồng nộp ngân sách nhà nước và tạo việc làm cho gần 600.000 lao động. Đây là những con số kinh doanh ấn tượng năm 2021 của 172 doanh nghiệp đạt thương hiệu quốc gia năm nay. Việc xây dựng và nâng tầm những thương hiệu quốc gia như thế này có ý nghĩa chiến lược, vừa là trách nhiệm của doanh nghiệp, vừa là tầm nhìn quốc gia. Đây là nhấn mạnh của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại lễ công bố sản phẩm đạt thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2022 diễn ra tối qua tại thủ đô Hà Nội. Trong tổng số 325 sản phẩm được công nhận đạt thương hiệu quốc gia Việt Nam năm nay, tập đoàn BRG có 4 thương hiệu gồm đầu tư và quản lý sân golf, đầu tư và quản lý khách sạn,
Tổng Công ty Thương mại Hà Nội Hapro và Công ty Cổ phần Gốm Chu Đậu. Việc hai năm liên tiếp đoạt thương hiệu quốc gia năm 2020 và năm 2022 là một dấu mốc ấn tượng, ghi nhận những nỗ lực và cống hiến không ngừng của một doanh nghiệp kiểu mẫu khi đảm bảo cuộc sống cho gần 22.000 cán bộ nhân viên, đồng thời luôn nộp ngân sách đầy đủ và đúng hạn. Đây là một niềm tự hào của doanh nhân Việt Nam, và doanh nhân Việt Nam luôn luôn phải có trách nhiệm để giữ vững được cái tiêu chuẩn và chất lượng để đạt được chuẩn quốc gia, để xứng đáng hội nhập quốc tế, hãnh diện với bạn bè Nam Châu cùng với đất nước để phát triển kinh tế xã hội. Cũng tại buổi lễ, tập đoàn TH có 5 nhóm sản phẩm được vinh danh gồm sữa tươi tiệt trùng TH True Milk, kem TH True Ice Cream, sữa hạt TH True Nut, nước tinh khiết TH True Water và nước uống sữa trái cây TH True Juice. Trong đó, lần đầu tiên trong danh sách các sản phẩm đạt thương hiệu quốc gia của TH, ngoài các sản phẩm từ sữa tươi sạch vốn đã đạt thương hiệu quốc gia nhiều năm liền, các sản phẩm sữa hạt và đồ uống tốt cho sức khỏe, nước tinh khiết và nước uống sữa trái cây cũng đã được vinh danh. Đây là sự công nhận và khẳng định chất lượng, uy tín cũng như nỗ lực sáng tạo và tiên phong của TH trong hành trình phát triển các sản phẩm có giá trị cốt lõi vì sức khỏe cộng đồng hoàn toàn từ thiên nhiên. Thương hiệu quốc gia ta là cái mong muốn đầu tiên, cái giá trị cốt lõi của nó là tinh thần dân tộc, là khát khao cống hiến và thể hiện cái đặc cấp, tức là cái sự cam kết của doanh nghiệp ở đấy. Mình phải làm thế nào để người ta tin thương hiệu quốc gia, nó là sự minh bạch, nó sự rõ ràng, gửi gắm cái niềm tin của người tiêu dùng hay của người sử dụng cái sản phẩm của mình đã đặt niềm tin thực sự vào đấy khi đạt được thương hiệu quốc gia. Phát biểu tại buổi lễ công bố, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ nhiệt liệt chúc mừng sự nỗ lực và những đóng góp quan trọng của cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là sự đóng góp của những doanh nghiệp đạt thương hiệu quốc gia Việt Nam được vinh danh lần này. Xây dựng thương hiệu quốc gia là một nhiệm vụ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, vừa có tính cấp bách, vừa mang tính chiến lược, có phạm vi rộng, nhiều việc phải làm với tác động ảnh hưởng lớn và đòi hỏi sự vào cuộc, nỗ lực của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, các địa phương, nhân dân, đặc biệt là cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân. Đây là nguồn lực của từng doanh nghiệp nhưng cũng là quốc gia, nên việc xây dựng và giữ gìn thương hiệu quốc gia có tầm quan trọng chiến lược đối với doanh nghiệp và đất nước của chúng ta. Thủ tướng cũng nhắn nhủ, tạo ra được thương hiệu rất khó, duy trì được thương hiệu khó gấp trăm nghìn lần. Do vậy, các doanh nghiệp cần xây dựng được niềm tin của xã hội, của nhân dân, của cộng đồng quốc tế với thương hiệu Việt. Niềm tin đó được hội tụ bởi nhiều yếu tố như chất lượng, giá trị sản phẩm, đạo đức kinh doanh chuẩn mực, hình ảnh người đứng đầu doanh nghiệp tốt, sự đóng góp, tính nhân văn của doanh nghiệp với cộng đồng xã hội, với đất nước và với các đối tác, bạn bè quốc tế. Trong bài phát biểu tối qua, Thủ tướng Phạm Minh Chính kỳ vọng các doanh nghiệp đạt thương hiệu quốc gia tham gia tích cực hơn nữa trong xây dựng quảng bá hình ảnh đất nước Việt Nam. Và trong số các doanh nghiệp đang hiện thực hóa điều này, phải kể đến sự khẳng định thương hiệu của sản phẩm sữa Việt tại thị trường nước ngoài, đó là tập đoàn TH. Hiện đơn vị này đã đưa thương hiệu Việt chinh phục thị trường quốc tế, nổi bật là dự án tổ hợp chế biến sữa và chăn nuôi bò sữa công nghệ cao tại Nga với tổng vốn lên tới 2,7 tỷ đô la Mỹ. Để có một vụ mùa bội thu, các công tác gieo cây trồng để làm thức ăn chăn nuôi được trang trại tại tỉnh Moscow, nước Nga đều làm đúng quy trình. Bên cạnh đó, việc chăm sóc đàn bò và vắt sữa tại đây đều theo quy trình chăn nuôi khép kín, ứng dụng công nghệ cao. Vì vậy, đem lại sữa nguyên liệu chất lượng cao và đồng nhất. Bây giờ chúng tôi đang bán sữa tươi khoảng 40 tấn một ngày. Đây là khối lượng lớn. Chúng tôi sẽ xây nhà máy của riêng mình. Khi xây dựng được nhà máy, chúng tôi sẽ bán sản phẩm dưới thương hiệu của mình. Hiện tại, các tập đoàn lớn sản xuất sữa tại nước ngoài cũng như nước Nga đang thu mua sữa thô nguyên liệu của TH. Với mong muốn đưa sản phẩm TH, đưa thương hiệu Việt ra thị trường Nga, tập đoàn TH đang triển khai dự án tại tỉnh Moscow và tỉnh Kaluga. Khi cả hai dự án hoàn thành, sản phẩm sữa cung cấp cho thị trường được kỳ vọng sẽ lớn hơn hiện nay. TH đã xây dựng một thương hiệu tốt và uy tín trong thị trường nội địa, phát triển bền vững ứng dụng công nghệ cao trong nuôi trồng sản xuất kinh doanh để có thể có được những sản phẩm đạt chất lượng quốc tế, đáp ứng được nhu cầu khắt khe từ các thị trường quốc tế.
Chúng tôi mong muốn rằng sản phẩm đạt thương hiệu quốc gia sẽ là một điểm cộng, là một sự đánh giá khách quan từ chính phủ, và chúng tôi sẽ có những cái bước tiếp theo phát triển trong xúc tiến thương mại trong những năm tới. Khu tập kết máy móc nhập khẩu, những cánh đồng lúa mì rộng lớn, trang trại bò sữa đến khu vực nuôi bê con, tất cả đều được thực hiện theo quy trình khép kín và hiện đại. Đại sứ Việt Nam tại Nga Đặng Minh Khôi cho rằng đây là minh chứng sinh động về hợp tác hiệu quả giữa Việt Nam và Liên bang Nga. Tôi tin tưởng đây là một dự án đầu tư là hết sức hiệu quả và mang tính biểu tượng trong hợp tác giữa Việt Nam và Liên bang Nga, đặc biệt là trong giai đoạn hiện nay, trong tình hiện nay. Có thể khẳng định là hợp tác giữa Việt Nam và Liên bang Nga không ngừng củng cố phát triển. Chúng tôi hy vọng là sang năm sau, giữa năm sau, thì giai đoạn đầu tư thứ 2, thứ 3 của khu trang trại bò sữa ở tỉnh Moscow sẽ hoàn thành, cùng với cả việc mà cái khu trang trại nhà máy ở tỉnh Kolkata hoàn thành, thì đây có thể nói là dự án đầu tư lớn nhất về nông nghiệp của Việt Nam ở nước ngoài nói chung và cũng như ở Liên bang Nga nói riêng. Với mục tiêu mang ly sữa Việt ra thế giới, TH đã đầu tư ra nước ngoài từ năm 2015, bắt đầu từ nước Nga. Với dự án đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa tại Nga, có tổng nguồn vốn đầu tư lên tới 2,7 tỷ đô la Mỹ. Đây cũng là dự án lớn nhất của Việt Nam đầu tư sang Nga tính đến thời điểm này.